thời tiết nóng bức, oi ả, mồ hôi trẻ tiết ra nhiều, nhưng các ống tuyến mồ hôi ở trẻ phát triển chưa hoàn chỉnh, nên mồ hôi không thoát ra ngoài hết và bị ứ đọng lại. Mặt khác, ống bài tiết dễ bị bụi hay ghét bít kín, khiến làn da nổi lên nhiều sần nhỏ lấm tấm màu hồng. Điều này thường xảy ra khi thời tiết nóng, nhưng đôi khi cũng do trẻ được mặc quá nhiều quần áo. Trẻ bị sốt cao hay trẻ ở trong lồng kính cũng có thể bị nghẽn các tuyến mồ hôi do vận động cơ thể chơi đùa với cường độ cao, mặc quần áo bằng một số loại vải phanilon gây bí, hoặc do một vài vi khuẩn thường trú ngoài da có thể bài tiết một loại chất nhờn làm bít các ống tuyến mồ hôi. Rôm sảy là những nốt nổi mẩn đỏ to như đầu kim, hình tròn hoặc lấm tấm, đầu rôm có một chút nước đỏ ở xung quanh và thường mọc ở đầu, cổ, ngực, lưng. Chỗ rôm mọc dày thường có màu đỏ ngứa và có cảm giác nóng rát. Vì vậy, khi trẻ bị rôm sảy, thường gãi ngứa dễ làm da bị lở do viêm nhiễm. Có 3 dạng rôm sảy ở trẻ là: rôm dạng tinh thể, thường xảy ra ở trẻ nhỏ do chậm phát triển các ống tuyến mồ hôi. Loại rôm sảy này không biểu hiện viêm, thường xảy ra do sốt cao và để lại các mảng da bị bong khi đã khỏi bệnh. Rôm đỏ, thường xảy ra do thời tiết nóng ẩm. Rôm sâu, xảy ra do tuyến mồ hôi bị tổn hại nặng nề, thường sau khi bị rôm đỏ kéo dài. Rôm sảy có tự hết không? Xét về bản chất, rôm sảy là bệnh do quá nóng mà ra. Vậy khi thời tiết trở nên mát mẻ thì bệnh sẽ tự dưng hết. Tuy nhiên, hết ở đây không phải là rôm sảy đã khỏi hoàn toàn, mà là khi thời tiết trở nên mát mẻ, da trẻ bớt nóng và không tiết mồ hôi nữa nên các triệu chứng của bệnh sẽ biến mất, nhưng triệu chứng đó sẽ tiếp tục tái phát nếu như gặp thời tiết nóng bức, nhất là vào mùa hè. Thông thường khi rôm sảy tái phát nhiều lần, sẽ phát triển thành bệnh rôm sảy sâu. Hiểu đơn giản, đây là bệnh hình thành do tái phát nhiều đợt rôm sảy đỏ. Lúc này, mức độ của bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc đầu. Sự tổn thương không chỉ là trên bề mặt da của trẻ nữa, mà là tổn thương vào lớp sâu bên trong da. Các tổn thương có màu thâm, từ đó dễ dẫn tới tình trạng không có mồ hôi lan rộng, trẻ dễ bị kiệt sức, mạch đập nhanh, nôn ói liên tục. Hay nói cách khác, bệnh rôm sảy không thể nào tự khỏi nếu như cha mẹ không có các biện pháp can thiệp kịp thời. Thậm chí khi mụn nước bị vỡ ra, sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập vào da, gây viêm da mãn tính, nhiễm trùng da, thậm chí nguy hiểm hơn là gây nhiễm trùng huyết, ảnh hưởng và đe dọa tới tính mạng của trẻ. Thêm vào đó, khi trẻ bị rôm sảy kéo dài, sẽ khiến trẻ ngứa ngáy, quấy khóc cả ngày lẫn đêm, không chịu ăn, cơ thể nhanh chóng suy nhược và sụt cân. Các mụn mủ vỡ ra còn để lại sẹo, ảnh hưởng tới mỹ quan về sau của trẻ. Điều trị rôm sảy. Điều trị rôm sảy hữu hiệu nhất là làm giảm tiết mồ hôi bằng phương pháp điều hòa nhiệt độ, máy lạnh, quạt thông khí, mặc quần áo thoáng mát và hạn chế vận động. Khi da được làm mát, rôm sảy sẽ biến mất nhanh chóng. Dạng rôm sảy nhẹ không cần phải điều trị, nhưng ở các dạng nặng hơn đôi khi cần phải được điều trị bằng các loại thuốc bôi để giảm cảm giác khó chịu và ngăn ngừa biến chứng. Khi trẻ bị rôm sảy, cha mẹ cần giữ cho trẻ không được gãi hoặc cào mạnh vào các nốt rôm để tránh làm sức da, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, gây bội nhiễm hoặc nặng hơn là gây biến chứng nhiễm trùng lan rộng. Cha mẹ nên xoa nhẹ vào vùng bị rôm để con cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời giữ cho cơ thể trẻ luôn được mát mẻ, thoáng khí, hạn chế việc trẻ phải bài tiết nhiều mồ hôi. Tắm thường xuyên cho trẻ giúp cơ thể mát, da sạch sẽ, các lỗ chân lông không bị bít kín. Tắm bằng dung dịch thuốc tím pha loãng 1/10.000, sữa tắm loại không chứa xà phòng, không màu, không mùi cho trẻ em. Hoặc tắm bằng các bài thuốc dân gian như lá chè xanh, ngấp đắng, lá khế khi con chớm bị rôm. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu mua các loại lá này ở chợ thì nên ngâm với nước muối cho thật sạch để đảm bảo không còn tồn dư các loại hóa chất bảo quản trước khi đun tắm cho trẻ. Không nên vắt quá nhiều chanh hoặc trà sát vào vùng da bị nổi rôm của trẻ, vì như vậy có thể khiến làn da nhạy cảm của trẻ bị tổn thương, loét da, gây đau rát. Phòng tránh rôm sảy ở trẻ. Để phòng tránh tình trạng trẻ bị rôm sảy, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần cho trẻ ở những nơi thoáng gió, tránh tụ tập ở nơi đông người trong thời tiết oi bức. Cha mẹ cần lưu ý giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, hạn chế tối đa tình trạng mồ hôi đọng trên da của trẻ quá lâu. Cha mẹ nên mặc cho trẻ các loại quần áo làm từ vải cô tông, rộng, thoáng, thấm hút mồ hôi tốt. Cần cho trẻ uống đủ nước và tăng cường các loại đồ uống, trái cây, tươi, giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, chống lại các tác động xấu từ bên ngoài. Không nên ủ trẻ quá kỹ hay mặc quá nhiều quần áo. Trường hợp trẻ bị rôm sảy kéo dài từ 7 đến 10 ngày trở lên, lan rộng toàn thân, hay có các dấu hiệu bội nhiễm như da sưng, nóng, đỏ, đau, có mù chảy da, sưng hạch vùng cổ, nách, bẹn, sốt, ớn lạnh,
Cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh để lại biến chứng đáng tiếc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video chia sẻ kiến thức về sức khỏe, cuộc sống khỏe quanh ta. Để biết thêm những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, cây thuốc vườn nhà hay những lưu ý về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hãy bấm thích video, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những video mới nhất.